Xin chào tất cả các bác, các anh em đam mê âm thanh. Tiếp tục, hôm nay Tuấn Nguyễn Audio Hà Nội sẽ về được một loạt các em chân dài của hãng JB. Những dòng là rất là gấu, rất là khủng, và những dòng rất là vừa tiền mà chất âm thì các bác thì rất là hay. Những dòng thương hiệu của JB, những dòng series rất là nổi tiếng rồi. Thì hôm nay thì Tuấn sẽ giới thiệu với các bác cặp nhất là một dàn em chân dài dòng LX800 trơn, LX800 MK2, có những bản phiên bản màu gỗ nâu đỏ rất là đẹp. Còn bên này thì là LX800 trơn với vỏ màu xám lông chuột, rất là đẹp luôn các bác ạ. Tình trạng về còn rất đẹp, giá dao động từ 9 triệu đến 10 triệu. Phiên bản màu gỗ nâu đỏ thì đắt hơn. Đấy, các bác xem hàng tuyển chọn rất là kỹ. Còn dưới đây là những dòng thương hiệu rất là nổi tiếng rồi. Những dòng series của L36 rất nổi tiếng của hãng JB rồi. Những trong phân khúc bass 25 mà chất của những dòng L36 này rất hay, đánh rất là sâu và mềm với bass 25 chung 12 chép đôm, chép giấy vuông giống dòng L100 và những lòng L26, L36, L43, 4311, 4312 trơn. Tình trạng thì về còn rất là đẹp, zin nguyên bản, những dòng này gân mút thì đã thay. Tiếp theo là giới thiệu các bác một siêu phẩm. Dòng này thì rất hiếm trên thị trường. Dòng JBL HP520 sở hữu với một chung 18 màng giấy gân còn zin. Tiếp tục một chung cao nữa, gân vải cũng còn zin tiếp. Ở trong này là có hai bát úp, hai bát trong thùng. Vỏ gỗ rất là chắc. Đấy. Hình lục lăng các bác nhá. Đấy, hình lục lăng rất là đẹp. Thiết kế rất là sang trọng. Với chép đôm titan. Đấy, JBL HP 520. Dòng này sản xuất tại Mỹ. Với thiết kế mặt mút, với tất cả bên cạnh này, xung quanh này, vỏ gỗ rất là đẹp, hình lục lăng. Thì dây cắm loa ở dưới chân, cầu loa ở dưới chân. Đấy các bác. Đấy, vỏ gỗ rất là đẹp và chắc chắn. Với thiết kế như mặt kính bóng ở trên, rất là đẹp soi gương. Đấy. Đấy, Tuấn xin báo giá luôn cho các bác anh nghe. Cặp loa JBL L36 bên em đang bán với giá là 16,2 triệu. Tình trạng thì rất là đẹp các bác nhé. Zin nguyên bản. Mỗi gân mút thì thay, gân mút bát thay. Còn những dòng này thì tất cả những dòng này về thì gân bát thì tất cả gân mút đều đã phải thay rồi. Những dòng này thì mủn hết rồi, gân mủn hết rồi. Còn ở trên chung thì gân cao su vẫn còn zin, chép đôm titan. Những dòng này các bác có thể chơi những không gian từ 30m trở xuống, rất ok, nghe nhạc hát hò gia đình kết hợp với hát hò rất ok. Các bác ghép những dòng san xui, đờ nông với ma răng, công suất cứ từ khoảng 200W trở lên đánh thì tiếng rất là hay luôn. Tiếp theo là giới thiệu các bác là cặp HP520. Bên em đang bán với giá là 23,9 triệu. Một cặp đẹp xuất sắc, zin tuyệt đối luôn các bác nhá. Từ gân các thứ vẫn còn zin. Thùng cao ở 1m 9899 và 1m. Gần 1m luôn. Tất cả hình lục lăng, vân gỗ rất là đẹp. Đấy. Giá 23,9 triệu cho một cặp loa rất đẹp và rất hiếm. Chất âm những dòng này thì rất là hay. Cái lỗ thoát hơi là nó ở lớp trên này. Tất cả những khe hở này,
đấy, nó thoát hơi, nó tỏa ra khắp nhà, cho nên các bác để đồ cũng rất dễ. Cái dòng này thì tiếng bát cho tiếng bát rất là tốt, rất là sâu, trầm ấm, tình trạng còn rất là đẹp luôn các bác nhá. Tuấn Nguyễn xin cảm ơn tất cả các bác. Những bác nào mà đi qua chưa đăng ký kênh thì các bác hãy đăng ký kênh để cập nhật những video test loa mới nhất. Hôm nay video giới thiệu và báo giá cho các bác sẽ dừng tại đây. Những video tiếp theo Tuấn sẽ setup cho các bác theo những yêu cầu các bác chơi. Xin chào tất cả các bác. Hẹn các bác những video tiếp theo.